Đây là khuôn mặt cha trời Giêsu đã tỏ hiện ra ngày 29 tháng 8 năm 2009 trong lúc thánh gióng chúng cháu hướng dẫn đồng bào cầu nguyện tại On County. Và sau đó ngài cho hình quỷ Satan hiện ra để chúng ta tiện việc so sánh. Và đồng thời đây là hình ảnh cảnh báo là động đất tsunami nước biển sẽ dâng tới mây khi cơ trời chuyển, và lúc đó sẽ có nhiều quốc gia trên quả địa cầu sẽ bị nhận chìm xuống đáy biển. Và chỉ có những quốc gia và dân tộc nào thực sự ăn năn sám hối, nghe lời hướng dẫn của cha trời Giêsu thì mới thật sự được cứu rỗi. Bằng ngược lại, chẳng có một đấng nào có thể cứu chúng ta. Đồng bào nhớ cho rõ và cảnh báo cho tất cả nhân loại được biết gấp về sự việc này.